Thông tin tiểu sử ca sĩ Hồng Vịnh. Ca sĩ Hồng Vịnh sinh ngày 26 tháng 6 năm 1996 tại tỉnh sóc trăng, Việt Nam. Hồng Vịnh tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Vịnh, còn được biết đến với nickname Kim Jun Sin là một ca sĩ người Việt Nam trước khi nổi tiếng với tư cách là một thành viên của Sg Hồng Vịnh cũng đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng liên minh huyền thoại Việt Nam khi được cho là đang hẹn hò với game thủ Quách Thành Vũ. Hồng Vịnh cũng từng nổi danh trên CC Talk thông qua bản Mẹ sắp hương đêm bay xa và không phải dạng vừa đâu, vô cùng ấn tượng. Từ năm 2008, Hồng Vịnh đã trở thành một thành viên của giới underground với vai trò là một melody cho các rapper năm 2013. Cô tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng và đã đoạt giải diễn viên xuất sắc cô còn tham gia. Trình diễn trang phục của dân tộc Hoa tỉnh Sóc Trăng và đoạt giải nhất của cuộc thi BU Plus ở khu vực buôn mê thuật. Hiện tại, Hồng Vịnh đang là thành viên của nhóm nhạc sĩ Edgar, Edgar Bat. Đầu được khán giả biết đến và yêu mến khi họ xuất hiện trong chương trình X Factor nhân tố bí. Ẩn với một tiết mục nhạc kịch đầy ấn tượng, nhóm nhạc này đã trình diễn nhiều ca khúc như Buông tay, góc tối, tự tin, quán quen, trở về, chạm đầu năm 2017, các cô gái của Edgar đã quyết định. Chinh phục sân khấu âm nhạc The Remix hòa âm ánh sáng trong vòng Remix New Generation họ sẽ có màn đối đầu với team của ca sĩ Yến Trang mặc dù không có nhiều kinh nghiệm chinh chiến như đàn. Chị Nhưng, gơ vẫn được đánh giá cao về phong cách âm nhạc, khả năng trình diễn và vũ đạo bốc. Lửa, Hồng Vịnh hiện đang là sinh viên của trường đại học Văn Lang, khi còn là một học sinh. Trung học, Hồng Vịnh đã có thành tích học tập đáng nể, từ năm lớp 7 đến cuối năm cấp 3. Hồng Vịnh đều đạt được danh hiệu học sinh giỏi, cô còn tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của tỉnh và đã giành được nhiều thành tích đáng nể